Xin chào các bạn trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn nâng cấp phần mềm cho thiết bị định vị VTAC. Các bạn vào app VTAC và chọn thiết bị cần nâng cấp phần mềm. Nhấn vào thiết lập. Chọn ô thông tin thiết bị. Màn hình sẽ chuyển sang bảng thông tin thiết bị. Nếu thiết bị của bạn chưa sử dụng phần mềm mới nhất, ô nâng cấp thiết bị sẽ sáng đỏ như của tôi. Các bạn chọn tiếp nâng cấp. Màn hình sẽ chuyển sang bước đầu tiên để nâng cấp thiết bị. Nếu điện thoại chưa kết nối với Wi-Fi, các bạn vui lòng kết nối điện thoại với Wi-Fi và bật GPS, hãy ưu tiên chọn Wi-Fi ổn định và lưu ý chỉ kết nối với Wi-Fi 2.4. Các bạn quay lại phần mềm VTAC và nhập mật khẩu Wi-Fi vừa kết nối, trong trường hợp tên Wi-Fi không tự động cập nhật, hãy ấn vào nút reload, sau khi nhập đầy đủ thông tin Wi-Fi, chọn tiếp tục. Màn hình chuyển sang bước thứ hai, các bạn nhấn 4 lần trên thiết bị nếu thiết bị đang tắt nguồn, hãy ấn một lần trên thiết bị để bật nguồn trước khi ấn 4 lần. Sau khi ấn 4 lần thiết bị sẽ nháy đỏ như video. Nếu thiết bị không nháy như video hãy thực hiện lại thao tác ấn 4 lần. Lúc này thiết bị đã vào chế độ cập nhật phần mềm. Màn hình chuyển sang bước thứ 3. Ở bước này các bạn chờ thiết bị kết nối với Wi-Fi. Nếu thiết bị kết nối thành công với Wi-Fi, app sẽ tự động chuyển sang bước thứ 4. Các bạn tiếp tục chờ thiết bị tự động nâng cấp phần mềm. Nếu nâng cấp thành công sẽ có thông báo cập nhật phần mềm thành công. Các bạn chọn đã hiểu để quay lại sử dụng và trải nghiệm phần mềm mới của thiết bị. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn thành công.